Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với lại các bạn chiếc máy cắt cỏ Mazuyama JC26DX nhé. Một chiếc máy tầm trung 26cc lòng battery. Nhật bãi nguyên zin 100%. Màu đỏ rất là khỏe khoắn nhé. Máy này thì là nói chung là không có cọ rửa đánh bóng cho nên là nó trông nó vẫn còn nhem nhuốc. Buổi tối thì là mình quay nó cũng không được đẹp nữa, nhưng mà hình ảnh này nó là chân thực các bạn nhé. Được cái là máy nó nguyên zin, máy móc rồi mình bao zin, không qua sửa chữa và động chạm gì ở bên trong máy cả. Đây mình quay qua tổng thể chiếc máy đây. Đấy. Ghi đông đây nhé các bạn nhé. Đấy. Đây là cần nắp của nó. Và ghi đông của nó nguyên zin nhá. Nguyên zin theo máy. Nguyên zin theo máy. Không có nai bất cứ một cái bộ phận nào cả. Đấy, đây cái này này. Đầu bò của nó zin các bạn nhé, rất là chất. Đấy, trông nó chưa được cọ rửa nên là nhìn nó hơi nấm nem tí, nhưng mà nói chung là mình về mua về mà để làm vườn làm tược thì là nó cũng sẽ bẩn ngay sau lần sử dụng đầu tiên thôi. Nên là, nếu như mà bạn nào mà mua máy về để ngắm thì là nên mua những máy bóng bẩy, còn nếu như mua về để làm thì là cũng không cần phải bóng bẩy lắm đâu, cơ bản là nó chất là được. Đấy, các bạn nhìn thấy những chữ ốc của nó này, vàng ươm luôn, không có toét đầu toét đít gì nhá. Đấy. Này, ốc nguyên này, hình như là người ta chưa chưa tháo ra lần nào rồi phải. Bình xăng zin của nó là có nắp lớn nhá, nắp bình xăng này rất là lớn. Này. Đấy, có gioăng cao su này để chống tràn xăng nhé. Bình xăng thì nó có ống thông hơi riêng đây, ống thông hơi riêng đây, cân bằng áp suất, nó chống tràn xăng và nó lại tránh là xăng nên chế nó không được đều. Thế cho nên là cái này là nó rất là tiện ích ở cái chỗ cái ống thông hơi này. Đấy, máy móc thì là rất là zin rồi, còn cái cần giật thì là trợ lực lớn nhé các bạn nhé. Đấy, cần giật trợ lực lớn. Đấy, sử dụng rất sướng, giật nhẹ cái là lỗ. Ngay khi chúng ta đang đeo 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 máy trên vai, chúng ta chỉ cần thò tay về đằng sau, chúng ta kéo khẽ cái là lỗ thôi, kéo ra xong là thả dây phát là lỗ. Máy móc thì mình bao zin nguyên bản rồi. Đấy. Sản xuất tại Nhật nhé. Sản xuất tại Nhật bởi thương hiệu Mazuyama. Đấy. Rất là đẹp luôn. Mình kê cái miếng xốp này vào để mình khởi động máy để cho các bạn tham khảo. Cái này thì là chúng ta chỉ cần kéo nhẹ là lỗ. Công tắc tích hợp sẵn ở trên tay cầm nhé. Cái này dây ga nó hơi hơi căng rồi, ok rồi. Tiếng nổ rất là êm. Khỏe quá các bạn ạ.
khẽ cái nổ, mình để bữa chỉnh garanti nó bé quá. Này. Khẽ cái nổ, rất dễ nổ. Cái này có khi là để đây con nít tầm 2 tuổi nó ra nó nghịch, nó kéo ra thử cái có khi nổ. Rồi, ok. Một chiếc máy zin nguyên bản này 26cc nòng 34 ly của hãng Mazuyama màu đỏ rất là đẹp. Thì mình bán với giá là 2,3 triệu một chiếc các bạn nhá. Hiện nay bây giờ là mình đang còn khoảng 5 chiếc máy y như này. 5 chiếc y như này. Mình bán với giá là 2,3 triệu một chiếc. Đấy. Khách nào mà mua cả 5 chiếc thì mình bán với giá 2 triệu một chiếc nhá. Quá là đẹp. Về các bạn thích thì các bạn có thể là đánh các bạn cọ rửa đi. Cọ rửa đi xong là phun sơn bóng vào thì là nhìn nó như mới luôn. Này, nhìn nó nấm náp, nó bẩn như này thôi, bẩn thiểu đây, đất cát nó còn bám đây. Nhưng mà nói chung là chúng ta mua về sử dụng thì là cần gì bóng bẩy, ra vườn làm một tiếng đồng hồ thì nó cái cần nát này mới lại từ chỗ bộ phận này xuống thì có mà trời mưa ẩm ướt này thì nó có bẩn hết, nấm bẩn hết. Quan trọng là máy móc thôi chứ còn đẹp không quan trọng. Rồi ok, chiếc máy này với giá 2,3 triệu nhá, mình giao hàng toàn quốc, bạn nào có nhu cầu thì là có thể liên hệ với cửa hàng để đặt mua. Thông tin của số điện thoại, thông tin cửa hàng mình thì là các bạn có thể là tham khảo trên kênh YouTube của mình hoặc là cái phần ghi chú của video. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.